Trong 9 tháng đầu năm 2019, thông qua các tổ chức thành viên, Mặt trận Tổ quốc phường 7 thành phố Vũng Tàu đã vận động được gần 165 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo. Từ nguồn vận động này, kết hợp với quỹ vì người nghèo, các khu phố đã xây tặng 2 căn nhà đại đoàn kết, trao tặng gần 1.100 phần quà và tiền hỗ trợ đột xuất với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cụ bà Ngô Thị Úc, ngụ tại khu phố 3 phường 7 thành phố Vũng Tàu, năm nay đã hơn 80 tuổi. Cụ bị tai biến, nằm một chỗ từ hơn 10 năm nay. Hoàn cảnh gia đình cụ và các con đều không mấy khá giả. Thấu hiểu hoàn cảnh của cụ, từ nhiều năm nay, Mặt trận khu phố và phường thường đến thăm hỏi và trao tặng quà, tiền mặt, hỗ trợ thuốc men. Riêng Mặt trận khu phố 3, mỗi tháng kêu gọi vận động hỗ trợ gia đình bà Út 10 kg gạo và 200.000 đồng tiền mặt. Ông Lê Thanh Phước, 82 tuổi, ngụ tại khu phố 2, phường 7, thành phố Vũng Tàu, thuộc diện hộ cận nghèo quốc gia. Không có nhà ở, cũng không có đất cất nhà. Ông Thanh Phước được khu phố vận động kêu gọi người dân cho mượn đất rồi cất nhà cho ông. Tôi thấy người già mà nghèo thì được sự quan tâm của chính quyền các cấp ở phường cũng như là khu phố, thì tôi thấy rất là vui mà vì đã già được có sự an ủi của chính quyền địa phương là vui lắm. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Mặt trận Tổ quốc phường 7 phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động ngày vì người nghèo, mô hình tổ tiết kiệm vì người nghèo, thu gom phế liệu tặng quà cho người nghèo. Đồng thời vận động các mạnh thường quân đơn vị ủng hộ gần 165 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo. Tôi rất là phấn khởi khi mình có được một chút điều kiện để mình tặng những cái phần quà mặc dầu nhỏ bé, nhưng những cụ đó, những người nghèo khó khăn đó, họ vui là trong lòng mình thấy phấn khởi. Từng nguồn vận động này kết hợp với quỹ vì người nghèo, các khu phố đã trao tặng gần 1.100 phần quà, tiền hỗ trợ đột xuất với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Thì chúng tôi xác định rằng đây là một cái nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài. Chúng tôi cũng đã huy động các nguồn lực từ các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm. Và để được cái đồng thuận như vậy thì chúng ta phải có cái sự minh bạch, rõ ràng và có cái sự công khai để cho tạo cái lòng tin đối với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm. Những suất quà mang đến cho người nghèo, hộ gia đình khó khăn đã thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ấm lòng, qua đó nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Mà cũng thấy mà mọi người đây tới thăm, cảm ơn chú cũng mà cũng cần mấy người đến thăm mà chứ một mình buồn lắm. Trong hướng tới thì chúng tôi chỉ đạo là sử dụng một quỹ này phải đúng mục đích, có hiệu quả và tạo một cái sự lan tỏa để cho cái người được thụ hưởng, người ta cảm nhận được những cái món quà, tạo một cái cầu nối đến cái người, những cái nhà mạnh thường quân, người ta biết là được mình trao cho ai những cái món quà này. Không phải là mình làm vì mục tiêu, vì kế hoạch, nhưng mà xuất phát vì cái đạo lý là lá lành đùm lá lách, không để ai rớt lại cái hoàn cảnh sau. Quan tâm kịp thời mang đến những phần quà, sự hỗ trợ thiết thân cho người nghèo. Quỹ vì người nghèo phường 7 thành phố Vũng Tàu đang là chiếc cầu nối giữa mạnh thường quân, đơn vị, doanh nghiệp với người nghèo hay những mảnh đời khó khăn, không may mắn.